Để hội chúng hôm nay thì chúng ta bắt đầu bước vào ngày thứ hai của khóa thanh lọc thân tâm rồi. Ngày thứ hai trọng trong cái chu kỳ số 3 cơ bản mà chúng ta vừa học chiều hôm qua, vì ngày hôm nay cái nguồn năng lượng của nó lên tới đỉnh cao và nó sẽ vượt qua cái trục cân bằng đối xứng. Vì vậy, cái việc thực tập ngày hôm nay của chúng ta nói riêng và tất cả mọi cái thời khóa cũng như là mọi cái nỗ lực trong cái khóa học này của chúng ta cũng chỉ để kết nối thân tâm của mình là trước hết, sau đó mình mới kết nối với vũ trụ. Nếu mình chưa thể kết nối mình lại với nhau giữa thân và tâm thì mình sẽ không thể nào kết nối với vũ trụ một cách toàn diện, đúng đắn. Và cũng vậy, tức là vì trong đời sống của chúng ta có bệnh cái bệnh lý, thành ra cái việc mà chúng ta thực tập đúng lại hết tất cả những cái nguyên lý cơ bản, những cái quy luật căn bản của vũ trụ cũng để giúp chúng ta thiết lập lại cái trật tự cân bằng quân bình. Và từ cái sự thực tập cân bằng quân bình này, nó sẽ đưa cho mình được cái sự hợp nhất và hoàn nguyên. Đó là lý do tại sao mỗi một cái thời khóa, mỗi một ngày nó đều quan trọng, nhưng mà cái ngày hôm nay là cái ngày cốt lõi ở chính giữa cái chu kỳ cơ bản nhất, thành ra nó sẽ có một cái lực tác động rất mạnh. Vì vậy mọi cái sinh hoạt, mọi cái tư thế của mình ngày hôm nay, từ cái ngồi, từ cái đi, từ cái nằm, tức là dĩ nhiên cái nằm soi sáng và trị liệu thì nó đơn giản, nó dễ rồi. Nhưng mà còn cái tư thế ngồi là cái tư thế mà chúng ta thường mắc, cái tư thế cái mà chúng ta hay nghiêng ngửa hay là nó cong nó quẹo, thành ra là chúng ta cần phải lưu ý cái vấn đề này, bởi vì nó rất là dễ bị thay đổi cái tư thế sai lầm. Và cũng một cái nó mạnh hơn, tức là chúng ta thường có cái thói quen là hướng tâm ra ngoài nhiều quá. Thành ra khi mà chúng ta thực tập từ cái phần thể chất, tư thế cho đến cái phần nội dung, cái sự có mặt trọn vẹn thân với tâm, và cái vấn đề mà chúng rốt ráo trong mọi thời khóa của cái lớp học này. Và ngày hôm nay là một ngày rất là quan trọng, do vậy thì chúng ta phải cố gắng thực tập nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ gặt hái được cái lợi lạc. Thì đó là lý do tại sao mà mỗi ngày thì chúng tôi có mặt với đại chúng để nhắc nhở động viên đại chúng nắm vững các cái nguyên lý và chúng ta thực tập đúng đắn, thì chúng ta sẽ có được cái sự chuyển hóa rõ ràng từng ngày một. Và cái ngày hôm nay là cái ngày mà nó sẽ có cái nguồn năng lượng rất cao, cũng như là nó sẽ vượt qua cái trục cân bằng đối xứng, vì vậy nó sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa rất là nhiều nếu chúng ta thực tập nghiêm chỉnh. Một lần nữa cảm ơn hết tất cả sự có mặt của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng hội chúng, và đặc biệt là các anh chị em thiền nguyện viên, phụng sự viên luôn luôn đồng hành để hỗ trợ cộng đồng. Chúc cho cả nhà mình có một ngày mới thực tập được trọn vẹn hoàn tất và gặt hái được kết quả mình. Rồi, xin chào cả nhà.